Các bạn thân mến, một vlogger Trung Quốc tên là Đại Dũng đã quay lại khung cảnh nông thôn Việt Nam và đăng tải lên mạng xã hội Trung Quốc với tiêu đề "Bạn gái người Việt dẫn tôi đến chụp ảnh đời thực về làng quê Việt Nam, khiến tôi có cảm giác như đang lạc vào một miền quê Trung Quốc". Trong video, bạn gái người Việt tên là Thanh Loan và Đại Dũng đã chia sẻ rằng đây là nông thôn Hải Phòng. Vì Hải Phòng có nhiều liên hệ với Hàn Quốc nên nhiều cô gái ở đây đã lấy chồng Hàn Quốc, sau đó đón bố mẹ sang Hàn Quốc làm những công việc bán thời gian. Và họ có tiền trở về và xây những ngôi nhà biệt thự nhỏ kiểu phương Tây như thế này. Chị gái của Thanh Loan cũng đã lấy chồng Hàn Quốc. Có một điểm thú vị về những ngôi nhà ở Việt Nam là ở trước cửa mỗi ngôi nhà luôn thích cắm quốc kỳ, rất thường thấy. Họ rất giống với nông thôn Trung Quốc một điểm là những khoảnh đất nhỏ bên đường cũng trồng rau và trồng cây. Sau đó Đại Dũng và Thanh Loan đã đi tham quan một số ngôi nhà của họ hàng và những ngôi nhà đều rất khang trang sạch sẽ. Đại Dũng chia sẻ, cảm giác tổng thể về nông thôn Việt Nam là rất sạch sẽ. Nói về việc xây dựng thì khá giống với nông thôn Trung Quốc. Tuy nhiên, những ngôi nhà ở đây có kiến trúc khác với những ngôi nhà ở nông thôn Trung Quốc. Nhà ở Trung Quốc đều có kiến trúc giống nhau và đều xây dựng 2 tầng. Tiếp theo là việc xây dựng cơ sở hạ tầng thì đường xá nông thôn bên này tốt hơn, sạch sẽ hơn. Những ngôi nhà cho dù là nhà của họ hàng Thanh Loan hay những ngôi nhà khác xung quanh cũng được xây dựng tốt hơn so với những ngôi nhà ở nông thôn Trung Quốc. Đó là những cảm nhận của vlogger Trung Quốc Đại Dũng sau khi tham quan nông thôn ở Hải Phòng. Vậy cư dân mạng Trung Quốc đã bình luận những gì bên dưới video này? Chúng ta cùng nhau tìm hiểu ngay bây giờ nhé! Kết hôn sớm rồi về Trung Quốc kiếm tiền đi, cùng nhau xây nhà, chắc chắn còn hơn là lấy một người Hàn Quốc. Hàn Quốc hiện nay là một nước phát triển, nhưng chúng ta vẫn là một nước đang phát triển về mọi mặt. Nhà ở nông thôn ở Hải Phòng tốt hơn nhà ở nông thôn Lào Cai vài bậc. Đây mới là thực tế. Người Việt rất yêu nước, cờ được cắm ở từng hộ gia đình. Các bạn tự làm truyền thông nên chú ý một điều, đó là đừng dùng quê hương của mình để đại diện cho Trung Quốc. Vì Trung Quốc rất rộng lớn, trong khi nhiệt độ Đông Bắc là âm 30 độ thì vẫn có thể mặc áo ba lỗ dài tay ở đảo Hải Nam. Có những nơi tương đối nghèo ở Trung Quốc, nhưng họ không phải lo lắng về cơm ăn áo mặc. Cũng có những vùng nông thôn rất giàu có, như đồng bằng sông Dương Tử và đồng bằng sông Châu Giang. Nhưng có thể bạn chưa từng đến đó nên bạn chỉ có thể nói về quê hương của bạn, bởi vì bạn không biết những nơi khác như thế nào. Những ngôi nhà ở nông thôn Việt Nam như vậy thậm chí còn không thể đứng đầu trong các vùng nông thôn ở vùng đồng bằng sông Dương Tử của Trung Quốc. Nhà của người thân tôi đều là biệt thự 2 tầng, không giống như biệt thự dài và mỏng của người Việt. Trang trí nội thất, ngoại thất cũng giống như ở các thành phố. Chỉ riêng chi phí trang trí thôi cũng đủ để xây dựng 2 tòa nhà nhỏ ở Việt Nam trị giá 300.000 nhân dân tệ. Nông thôn Việt Nam đẹp quá, nhà ở nông thôn Việt Nam quá tốt. Người dân ở nông thôn Việt Nam cũng giàu có. So với người Việt, người Trung Quốc còn nghèo hơn họ. Người Trung Quốc đừng quá kiêu ngạo nữa. Hầu hết các vùng nông thôn ở Việt Nam đều tốt hơn các vùng nông thôn ở Trung Quốc và vệ sinh trong nhà của họ tốt hơn 80% khu vực nông thôn ở Trung Quốc. Không thể so sánh với vùng nông thôn của chúng ta. Thôn của chúng ta đều là đường nhựa. Chỗ của chúng tôi cơ bản đều là những tòa nhà 3 tầng. Nhà ở Việt Nam 80% là nhà ván gỗ. Còn dám so sánh với Trung Quốc? Ngày nay, các vùng nông thôn ở Trung Quốc về cơ bản đều giống như tiểu khu chung cư. Triển vọng của Việt Nam chắc chắn rất tốt. Lực lượng lao động trẻ ở nông thôn vẫn còn đông đảo. Vị trí địa lý cũng thuận lợi cho Việt Nam giống như Hàn Quốc, Nhật Bản trước đây. Đầu tư bất động sản cũng giống như những gì Trung Quốc đã trải qua, thay đổi mạnh mẽ trong 20 năm. Việt Nam có thời gian phát triển không đến 20 năm nữa. Hải Phòng khá tốt. Tôi làm ở nhà máy nhiệt điện Hải Phòng ở Việt Nam hơn 4 năm. Lúc đó tôi mới ra trường, một đám thanh niên tuổi trẻ điên cuồng. Người dân địa phương cũng rất nhiệt tình và tôi thường xuyên đến nhà người dân địa phương chơi, rất hoài niệm. Nông thôn Việt Nam thực sự phát triển, tốt hơn nhiều so với nông thôn nước ta ở miền Trung và miền Tây. Nó thực sự tốt hơn cả các vùng nông thôn ở phía Bắc. Tôi cảm thấy rằng, ngoại trừ các dân tộc thiểu số ở miền núi phía Bắc Việt Nam, nói chung có thể có trình độ học vấn khác nhau, người Việt ở hầu hết các vùng khá thân thiện và có học thức cao. Mọi người có cảm giác rất dễ gần và thân thiện. Xã hội Việt Nam có triển vọng phát triển rất tốt và để lại ấn tượng tốt với mọi người về mọi mặt. Đại Dũng hãy hòa nhập và nâng cao khả năng thích ứng của bạn, cho dù bạn đang đối mặt với những vấn đề về tình yêu hay sự nghiệp trong tương lai của mình. Xây dựng nông thôn khá tốt. Chỗ bạn gái của bạn ở Việt Nam nên được coi là một nơi có điều kiện tốt
cảm giác như điều kiện tốt hơn nhiều so với miền Bắc Việt Nam. Bạn này đang tưởng rằng miền Bắc Việt Nam chỉ gồm các tỉnh miền núi phía Bắc giáp biên giới Trung Quốc mà các cô gái Việt Nam hay quay đưa lên mạng Trung Quốc. Hải Phòng rất gần với Quảng Tây Trung Quốc, nền kinh tế Hải Phòng nằm trong top 5 thành phố hàng đầu Việt Nam và có nhiều nhà máy. Đất đai ở Việt Nam là của riêng và vĩnh viễn là của họ. Họ có thể xây dựng tùy thích. Dù sao bây giờ bạn không thể quay lại, bạn cũng có thể tìm một công ty Trung Quốc để xin việc. Tôi nghe nói có rất nhiều công ty Trung Quốc ở Việt Nam. Nông thôn Việt Nam không kém gì nông thôn Trung Quốc. Việt Nam tốt hơn Ấn Độ rất nhiều, mà nó gần giống với Trung Quốc, chỉ là đất nước này nhỏ hơn một chút và nhiều phong tục tập quán cũng giống như ở Trung Quốc chúng ta, kể cả lễ hội. Hầu hết người dân ở nông thôn Trung Quốc là những trung niên và người già. Những người trẻ tuổi thường đến thành phố để mua nhà và sống ở đó để làm việc, chăm sóc y tế và giáo dục tốt cho thế hệ sau. Hầu hết các khu vực ở Việt Nam đều khá tốt, có thể nói là nước nghèo dân giàu, còn giàu hơn nhiều nơi ở phía Tây Trung Quốc đại lục. Các phong tục sinh hoạt ở Việt Nam cũng tương tự như ở Trung Quốc, như cúng tổ tiên trong dịp Tết, cúng ông táo, dọn dẹp nhà cửa, mổ lợn ăn Tết, làm bánh, v.v. hầu như không có sự khác biệt. Ngôi làng yên tĩnh và thanh bình với những con đường rộng và sạch sẽ, tuy nhà không đẹp lắm nhưng mỗi nhà đều có sân riêng. Có vẻ như nông thôn ở Hải Phòng không tệ, đẹp hơn nhiều so với nông thôn ở Lào Cai do một vlogger khác quay chụp. Vùng Đông Bắc Việt Nam giáp Quảng Tây quả thực tốt hơn nhiều so với vùng Tây Bắc giáp Vân Nam và đây là một khu vực tương đối giàu có ở Việt Nam. Móng Cái ở Việt Nam là đặc khu kinh tế tương tự như Thâm Quyến ở Trung Quốc. Người Trung Quốc có tiền không quan tâm nhiều đến việc trang trí, trang hoàng nhà cửa ở nông thôn. Họ chỉ thích kiếm tiền và tiết kiệm tiền. Thực sự không tệ, sạch sẽ và thoải mái. Điều kiện sống ở đó cũng rất tốt, thời tiết ở Việt Nam nóng và cũng dễ chịu. Hầu hết nhà nào cũng trồng cây ăn quả. Những vùng nông thôn như thế này ở Việt Nam được coi là tốt, nhưng cũng có nhiều nơi còn tệ hơn như thế này nhiều. Người dân nông thôn Việt Nam cũng đi dép lê khi vào nhà. Đây có phải là bắt chước Nhật Bản không? Bởi vì Nhật Bản khi đi vào nhà cũng phải mang dép. Tốt hơn một số nơi ở Trung Quốc. Hầu hết các thành phố ở Việt Nam đều nằm dọc bờ biển, làm sao có thể so sánh với nội địa Trung Quốc đại lục. Mạnh hơn so với nội địa Trung Quốc đại lục. Người giàu ở nông thôn Trung Quốc không thích xây nhà, mà thích mua nhà ở thành phố và sống ở thành phố. Những người ở nông thôn là người nghèo hoặc người già không muốn lên thành phố để giữ nhà ở nông thôn. Đại Dũng không hề có áp lực tìm bạn gái, nhưng anh chàng vlogger người Trung Quốc tên là Lưu Lưu lại gặp rắc rối khi tìm hiểu con gái của một đặc vụ Việt Nam. Mẹ vợ thì ổn, nhưng bố vợ là đặc vụ thì không thích Lưu Lưu dù thế nào đi chăng nữa và có thể sẽ đánh đuổi anh ta trở về Trung Quốc. Việt Nam có những điểm tương đồng và khác biệt với Trung Quốc. Con đường tương tự nằm ở chỗ dân số đông, có thể đẩy nhanh quá trình đô thị hóa và công nghiệp hóa, dân số vẫn sẽ đổ nhanh vào thành phố, tỷ lệ sinh cao và dân số vẫn còn trẻ, nhìn chung đất đai ngày càng ít hơn. Sự khác biệt nằm ở việc tư nhân hóa đất đai, không giống như ở Trung Quốc, nơi bộ máy nhà nước đẩy giá nhà đất lên cao. Nông thôn của các bạn cũng giống như các vùng nông thôn ở ven biển của Quảng Đông 30 năm trước. Nếu muốn phát triển thì có thể tham khảo sự phát triển của Quảng Đông. Bạn có thể cân nhắc mua đất ở Hải Phòng để xây nhà và cho thuê. Việt Nam chắc chắn sẽ đi theo mô hình phát triển kiểu Trung Quốc trước đây, tương lai bất động sản đầy hứa hẹn. Nếu có thể hãy đầu tư vào bất động sản càng sớm càng tốt, để không giống như người Trung Quốc than thở thời đó, không mua thêm bất động sản. Trên đây là một vài bình luận của cư dân mạng Trung Quốc khi thấy được một vài hình ảnh về nông thôn Hải Phòng của Việt Nam. Có bạn nào ở Hải Phòng xem được video này không? Hãy review nông thôn Hải Phòng bên dưới phần comment này nhé! Cảm ơn các bạn đã xem hết video và hẹn gặp lại các bạn ở những nội dung tiếp theo.